Vì sao khó có thể hy vọng Mỹ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường vào tháng 7 tới đây? Nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh và đầy đủ theo tiêu chuẩn của phương Tây và Hoa Kỳ, đó là không có sự can dự mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế của xã hội, bởi điều này sẽ tạo ra sự bất bình đẳng trong cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế với nhau. Theo giới chuyên gia, trong một nền kinh tế thị trường, những lĩnh vực tư nhân có thể đảm trách thì nhà nước không tham gia. Bản tin trên báo Người Việt về việc Bộ Thương mại Mỹ đang xem xét yêu cầu của Việt Nam. Báo Người Việt vào ngày 8 tháng 5 đưa tin Bộ Thương mại Mỹ đang xem xét để công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Bản tin này cho hay Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 5 đã nhóm họp nghe các bên điều trần để đi đến quyết định có công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không. Nội dung cuộc họp này sẽ là một phần của kết luận đánh giá vào cuối tháng 7 năm 2024 tới đây. Giới lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần đề nghị Hoa Kỳ và phương Tây công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Mục đích hy vọng Việt Nam sẽ nhận được sự hỗ trợ và ưu đãi của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Nhưng khổ nỗi mãi mà Hoa Kỳ và các nước phương Tây vẫn không chịu thừa nhận. Được biết, ngay sau chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Biden vào trung tuần tháng 9 năm 2023, khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện, vào tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công du Hoa Kỳ đã kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ chấm dứt việc gán nhãn nền kinh tế phi thị trường cho Việt Nam, và Việt Nam sẽ đã được Mỹ hứa là xem xét. Theo quy định của luật pháp nước Mỹ, quá trình xem xét sẽ được hoàn thành trong vòng 270 ngày, tức là vào khoảng giữa tháng 7 năm 2024 tới đây, Việt Nam sẽ nhận được câu trả lời từ Mỹ, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Việc Việt Nam bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách 12 nền kinh tế phi thị trường, trong đó có cả Nga, Trung Quốc và một số quốc gia có hơi hướng độc tài. Điều đó đã khiến Việt Nam liên tục gặp bất lợi trong các vụ kiện chống bán phá giá của Hoa Kỳ, với lý do có sự can dự mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế. Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, các công ty sản xuất thép và doanh nghiệp sản xuất tôm tại Mỹ không ủng hộ cho việc công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, các hãng bán lẻ và nhiều nhóm doanh nghiệp khác thì lại ủng hộ. Khi so sánh với Thái Lan, một quốc gia có nền kinh tế thị trường, thì mức thuế của Mỹ áp cho tôm đông lạnh chỉ là 5,3%, trong khi cũng mặt hàng này Việt Nam phải chịu thuế suất gần gấp 5 lần lên tới 25,7%. Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hoa Kỳ, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai nước tăng lên gần 300 lần. Đến cuối năm 2023 đã đạt con số 111 tỷ đô la. Theo giới quan sát, dường như nhà nước Việt Nam và người đứng đầu chính phủ ông Phạm Minh Chính liên tiếp có những phát biểu và hành động phớt lờ những điều cấm kỵ với một nền kinh tế thị trường. Theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, đó là sự can dự mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế. Không chỉ là với vấn đề trước đây, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đều kinh doanh thua lỗ triền miên, không tương xứng với số vốn và tài sản mà nhà nước bỏ ra. Hay mới nhất đây, việc nhà nước can thiệp vào thị trường vàng là một bằng chứng không thể chối cãi. Tổng thống Hoa Kỳ Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội. Giới chuyên gia kinh tế cho rằng, nhà nước Việt Nam muốn đồng hành, muốn dựa vào thị trường và nguồn vốn công nghệ từ Hoa Kỳ để phát triển kinh tế trên nền tảng công nghệ cao, bắt buộc Việt Nam phải thể chế hóa nền kinh tế để trở thành một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh, theo đúng các tiêu chí của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Cũng nói rõ hơn, đó là các quốc gia có nền kinh tế độc trạ tài toàn trị như Việt Nam không tuân thủ nghiêm ngặt đúng và đủ khái niệm về kinh tế thị trường thì lập tức bị đưa vào danh sách nền kinh tế phi thị trường. Cho nên công luận cho rằng việc hy vọng Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường trong tháng 7 năm 2024 tới đây chỉ là một mơ ước hão huyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao khó có thể hy vọng Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường vào tháng 7 tới đây. Mối đe dọa từ kênh đào Phù Nam - Tech Hò của Campuchia nguy hiểm ra sao với Việt Nam? Trong bối cảnh miền Tây Nam Bộ của Việt Nam hạn hán và nhiễm mặn, siêu dự án kênh đào Phù Nam - Tech Hò đã trở thành chủ đề gây tranh cãi căng thẳng giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian gần đây. Vào ngày 5 tháng 5, phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã lên tiếng kêu gọi sự hợp tác từ phía Campuchia trong việc đánh giá tác động môi trường của dự án kênh đào Phù Nam - Tech Hò đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Lời kêu gọi mới nhất này của Hà Nội được cho là hòa dịu và mềm mỏng hơn đối với dự án gây tranh cãi này.
Kênh đảo Funai Thích Hồ được cho là chiếc đinh cuối cùng đóng vào nắp quan tài của đồng bằng sông Cửu Long. Dự án kênh đảo Phù Nam Thích Hồ dài khoảng 180 km với tổng kinh phí ước tính khoảng 1,7 tỷ đô la. Một số đoạn của con kênh này được hình thành thông qua việc cải tạo các sông rạch hiện hữu. Một số đoạn được đào mới. Kênh này nối khu vực biển miền Nam xứ Chùa Tháp với thủ đô Phnom Penh. Campuchia dự kiến khởi công dự án này vào quý 4 năm 2024 sau khi tuyên bố việc nghiên cứu khả thi đã hoàn tất. Dự án kênh đào Phù Nam Thích Hồ sẽ do một công ty nhà nước của Trung Quốc thực hiện. Dự án kênh đào này đã một lần nữa châm ngòi cho mâu thuẫn giữa Việt Nam và Campuchia. Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Đoàn Khắc Việt vào ngày 11 tháng 4 vừa qua bày tỏ, phía Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh đào Phù Nam Thích Hồ. Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức lên tiếng về dự án kênh đào Phù Nam Thích Hồ. Theo giới quan sát, điều này cho thấy mức độ quan ngại từ phía Việt Nam đang tăng lên khá cao. Trước đó, vào tháng 3 năm 2024, tạp chí Phương Đông của Việt Nam đã đăng bài phân tích với tựa đề Dự án kênh đào Phù Nam Thích Hồ, lợi ích và hệ lụy. Hai tác giả Nguyễn Đình Thiện và Hoàng Thanh Minh đã chỉ ra rằng khả năng dự án kênh đào Phù Nam Thích Hồ Campuchia với sự giúp đỡ của Trung Quốc trong tương lai có thể sẽ được sử dụng cho mục đích quân sự. Ý kiến này được đánh giá là thêm dầu vào lửa và ngay lập tức đã khiến cho giới lãnh đạo Campuchia phẫn nộ và đáp trả. Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính, theo giới quan sát dễ dàng có thể thấy rằng đã có những phản ứng gay gắt từ ông Hun Sen, chủ tịch Thượng viện Campuchia và con trai ông là Hun Manet, thủ tướng Campuchia. Những phản ứng này nhằm đáp trả lại những cáo buộc từ phía chính phủ Việt Nam. Đồng thời, đây cũng được coi là thông điệp gửi tới truyền thông và các tổ chức nghiên cứu đang giúp Việt Nam truyền quan ngại của Việt Nam. Không chỉ những phát ngôn từ giới lãnh đạo Campuchia, tờ nhật báo tiếng Anh Khmer Times vào hôm 18 tháng 4 đã đăng bài viết cuộc chiến tưởng tượng giữa Trung Quốc và Việt Nam với cái giá phải trả của Campuchia. Bài viết đã chỉ trích dữ dội bài báo trên tạp chí Phương Đông của Việt Nam và cho rằng tác giả Việt Nam đã tung ra hỏa mổ nhằm gây sự hiểu lầm quốc tế giữa việc phát triển kinh tế với mục tiêu quân sự. Vào ngày 26 tháng 4, ông Hun Sen đã mạnh mẽ gửi đi thông điệp rằng Campuchia sẽ không thương lượng gì về việc kênh đảo Phù Nam Thích Hồ. Ngay sau đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng khẳng định việc Campuchia xây dựng kênh đảo này không phải xin phép nước nào, ngoại trừ việc gửi đi các thông tin cần thiết tới Ủy hội các quốc gia sông Mekong. Thủ tướng Hun Manet còn khẳng định rằng với kênh đào Phù Nam Thích Hồ, Campuchia sẽ tự thở bằng mũi của mình, ẩn ý rằng nước này sẽ giảm bớt phụ thuộc vào Việt Nam. Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ngay sau đó, các chuyên gia Việt Nam đã bày tỏ lo ngại khi cho rằng kênh đào Phù Nam Thích Hồ sẽ tác động ảnh hưởng đối với dòng chảy sông Mekong từ Campuchia về đồng bằng sông Cửu Long. Đây là vụ lớn nhất của Việt Nam, nơi có gần 20 triệu người Việt Nam đang sinh sống. Theo đó, dự án kênh đào dài 180 km này, khi đưa vào vận hành sẽ khiến lượng nước về sông Mekong, phần thuộc đồng bằng sông Cửu Long giảm đến 50%. Tuy nhiên, phía Campuchia vẫn luôn khẳng định dự án sẽ được tiến hành bất chấp những quan ngại từ phía Việt Nam. Mới nhất, một bản tin quốc tế vào ngày 8 tháng 5 cho biết, Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chakto đã hạ thấp những lo ngại về tác động môi trường của kênh đào Phù Nam Thích Hồ. Đồng thời, ông này cũng bác bỏ những suy đoán cho rằng kênh đào này có thể được tàu chiến Trung Quốc sử dụng để mà tiếp cận thượng nguồn và gọi suy đoán này là vô căn cứ. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin ngày hôm nay, mối đe dọa từ kênh đào Phù Nam Thích Hồ của Campuchia, nguy hiểm ra sao với Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d